chào tất cả bà con đã quay trở lại với Nông nghiệp Xanh. Thì hôm nay Nông nghiệp Xanh quay trở lại khu vực huyện Tân Biên của tỉnh Tây Ninh để thăm lại vườn của anh Đạt ở xã Tân Lập. Đây là vườn bưởi của mình tới nay là được bao nhiêu tuổi rồi anh Đạt? Một tuổi với thêm tháng nữa. À, một tháng một tuổi ha. Hôm nay ấy anh Đạt là anh ngại, anh không dám quay, anh đi sau lưng anh nói chuyện thôi chứ anh không dám lên hình. Hôm nay chắc xuống sắc hay sao mà vườn đẹp lên mà không dám lên hình anh. Trời đang mưa lâm râm cho nên là nó cũng hơi tối trời, thì bà con mình có xem tối thì thông cảm ha. Vườn bưởi này thì vừa mới trải qua tiếp tục một cái đợt làm cơi tập trung, thì hôm nay là cơi bung bây giờ chắc được bao nhiêu ngày rồi anh? Cái này là vừa dưỡng rễ vừa NPK luôn, một tháng à, còn một tháng, tròn một tháng là từ lúc tưới dưỡng rễ với NPK kết hợp luôn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vừa tròn một tháng thì cây nó, anh cảm nhận được cái đợt này cái lực bung của nó tốt không anh? Quá tốt luôn. Dạ, quá tốt hoài, có nghĩa là nó bung bung đều đúng không anh? Đều, hình như là gần 99% mấy phần trăm rồi. Dạ, bây giờ thì bà con mình cũng có thể nhìn ở trong màn ảnh của video ha, đa số là các cái cây đều bung đọt rất là đều. Nó đều ở đây á, có nghĩa là thứ nhất là đều tỷ lệ trên cây, có nghĩa là tất cả các cành nó đều ra cùng đồng loạt. Với lại thứ hai nữa là nó tất cả các cây ở trong vườn nó cũng ra đồng loạt với nhau. Đọt hết. À, cành cây nào cũng vậy hết. Thì đó là một cây, khi mà chúng ta làm cơi tập trung như vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều cái lợi thế. Thứ nhất, khi chúng ta làm cơi mà tập trung như vậy á thì nó đều lá, thì chúng ta quản lý sâu bệnh rất là dễ. Từ lúc mà nó nhú ra rồi bắt đầu mình phun định kỳ, thì cái này chắc khoảng phun thêm một đợt nữa là mình hết phun rồi anh ha. Đúng rồi, một đợt, đợt một nữa dày là lá nữa. Dạ, một đợt dày lá với lại sâu bệnh nữa là mình đã hết phun rồi. Đợt này vẫn xài tinh dầu hả anh? Tinh dầu. Dạ, vẫn xài tinh dầu mà lá vẫn xài rất là ok. Đợt này thì tinh dầu là có lại đó nha bà con, sau quá trình nâng cấp thì bắt đầu bây giờ tinh dầu đã có lại rồi. Đợt vừa rồi thì tưới mỗi cây 10 lít anh Đạt nha. Cái này mình tưới tự động đó, mình cứ hòa tất cả thuốc vô rồi mình tưới trên vườn đó đúng không? Mình đếm cây cái mình chia thuốc. Dạ. Thì vừa rồi là tưới cái bước đầu tiên là cho anh tưới cái bộ ba ra rễ cộng với NPK tinh thể và trung vi lượng. Thì kết hợp mình hòa mình tưới cái bộ ba vô Gren, vô Root rồi Humac Pro. NPK thì mình dùng cái công thức là 22:18. Còn cái trung vi lượng thì cái Temix. Nhưng mà mấy cái dòng đó khi mình pha lẫn với nhau, mình trộn qua hệ thống tưới thế này, anh thấy nó tan hết hoàn toàn không anh? Ừ, ngon lắm, hoàn toàn luôn. Dạ, không có bị cặn dễ đúng không anh? Mình kỹ một chiếc. Dạ. Có cái bột Humic. Humac đúng không? Cái Humac Pro đúng không? Bởi vì cái Humac thì bà con mình kỹ một chút. Dạ đúng rồi, pha phải kỹ. Nó chỉ có một cái Humac là khi mà mình tưới hệ thống tưới là mình sợ nhất cái Humac thôi. Là nó bởi vì nó không phải nó không tan mà nó bị đặc, nó kẹo lại á. Đúng rồi, mình kỹ một chút. Dạ. Cây hôm nay thì phát triển rất là tốt, cây đều. Lá đợt này thì cũng rất là to mỡ này, đây dàn lá rất là dày này. Đợt này trên Tây Ninh mình mưa nhiều không anh? Được rồi, bão mà mưa dầm cũng 5-6 ngày gì á. Dạ. Thời tiết mà mưa nhiều thì nó cũng ảnh hưởng tới tốc độ đi cơi và cái chất lượng của cái cơi của mình lắm. Bởi vì khi mưa nhiều quá thì cái bộ rễ của mình nó bị lạnh anh. Đất nó lạnh thì rễ non nó sẽ yếu hơn so với lại mình làm cơi bình thường. Nhưng mà cơi làm trong thời điểm này cũng gọi là thời điểm là mùa mưa cao điểm của mùa mưa dầm, mà ra được cái dàn cơi như vậy là thấy cũng rất là mừng, vườn rất là đạt. Mùa mưa vậy là tốt á. Dạ. Chứ mùa mưa là làm cơi mấy năm trước là cũng cực anh ha. Chậm lắm. Đây nè, dàn lá lâu lâu vẫn có bị một vài so với mùa nhưng mà không có đáng kể. Ghẻ loét rồi là cũng không có thấy bị anh ha. Mùa này là bà con trồng bưởi là sợ nhất là ghẻ loét luôn á. Cây sáng nay mình mới tưới calcifos hả anh? Sáng nay mới tưới. Sau khi mà cái quá trình mà bà con mình vô những cái sản phẩm kích rễ rồi những cái sản phẩm NPK tinh thể trung vi lượng và sau đó là cắt cành cho nó bung cơi, thì khi cái lá nó bắt đầu nó đạt đủ cái kích cỡ của nó, những cái lá của mình gần và chuyển già gọi là chuyển lụa như thế này nè, như lá như thế này là bà con mình có thể bắt đầu tưới cái bộ đôi là dày lá và phun lần cuối là canxi, magie và 2-phốt. Thì cái tác dụng của lần cuối cùng này á, khi chúng ta tưới vào á, thì nó tăng cái sức đề kháng của cây. Thì mùa mưa này mà cây mình nó có sức đề kháng tốt thì nó đỡ sâu bệnh. Và khi thứ hai nữa là những cái lá này sẽ xanh dày lên.
nó lên một cái màu xanh rất là dày, và lúc đó chúng ta sẽ không cần phải phun thuốc sâu thuốc bệnh nữa, thì cũng tiết kiệm và cho chúng ta rất là nhiều. Bên kia khu vực này là bữa có giới thiệu bà con rồi, đây là 500 cây bưởi lớn 100 tuổi, hơn 1 năm tuổi của anh Đạt. Còn bên kia là 1.000 gốc nhỏ, thì 1.000 gốc nhỏ sử dụng quy trình cũng rất là đạt. Này là chủ yếu là mùa nắng, mùa nắng là mình phải cố gắng mình giữ cái cỏ này nè để mình làm và mình tấp vô gốc, bởi vì Tây Ninh mình là sợ nhất là mùa nắng, nó mưa rất là nhiều. Mùa nắng thì nó nắng rất là gắt, đang đứng ở trời mưa nó nhậm luôn. Đây mùa mưa cũng cực. Đến nay Tây Ninh mình làm là mùa nào là cũng cắt nghiệt hết á anh. Mùa nắng thì quá nắng, nhưng mà mùa mưa là cũng sợ nè. Ai mà làm mà không có mương thoát nước rồi, những hệ thống thoát nước là đất bị úng á, bởi vì đất cát này nó rút nước cũng tốt, nhưng mà nó cũng dễ bị nén chặt lại lắm. Cho nên là ở đây đa số ở Tây Ninh là bà con mình làm là đều có những cái mương nước rất là rộng và sâu. Không như ở Đồng Nai mình đâu, Đồng Nai hoặc là Bình Dương thì ít có mương hơn. Bình Dương cũng nhiều mương, Bình Dương thì cũng nhiều mương. Đồng Nai mình thì ít có mương, nhưng mà ở Tây Ninh này thì đa số vườn nào cũng lên mương, lên liếp rộng hết. Cười rất là đẹp. Này phải 5,5 nữa anh ha. Năm rưỡi làm lẻ hơn nữa. Lẻ hơn nữa. Cây bây giờ là cây xanh tốt rồi đó. Đều hết rồi. Cười bà con mà nhìn này. Quay. Thì hôm nay quay lại vườn của anh Đạt, thăm lại cái vườn vừa mới xử lý qua một cái cây lá tập trung. Thì thời tiết cũng đang là trời mưa, cho nên cũng là không có chia sẻ bà con nhiều. Chủ yếu là quay lại bà con xem cái kết quả, những cái sản phẩm mà anh Đạt anh đã sử dụng trên mảnh vườn của mình. Và cái kết quả là nó như thế này. Thì chia sẻ bà con để mà bà con có cái niềm tin hơn vào các cái sản phẩm cũng như là quy trình của nông nghiệp xanh. Khi mà sử dụng trên cái cây bưởi da xanh trong giai đoạn mà kiến thiết đối với một cái vườn bưởi mà một năm tuổi như thế này, thì kết quả hôm nay quay lại bà con xem. Thì bà con mình nếu cần tư vấn hoặc hỗ trợ thì có thể liên hệ với nông nghiệp xanh qua số hotline trên màn hình. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau. Rồi, xin chào anh Đạt luôn nha. Rồi, chào rồi em tắt.